Hello SP Tony Mighty, xin chào mừng mọi người quay lại với channel Review Nước kho của mình Tuấn nha Ngày hôm nay thì cái họng mình nó hơi nó hơi đau Tại vì Sài Gòn mình thì những cái ba những cái pub nó bắt đầu nó đã mở cửa đổ lại và Ngày tối hôm qua Tuấn mới gào một cái ba khá là khuya Gào nhạc rock nhiều quá, bây giờ cái họng mình nó khá là đau và cái giọng mình nó hơi Nó hơi bị cái kiểu nó hơi bị khàn á Thì uh, Cũng là những cái ngày Sài Gòn qua tháng 3 rồi nó rất là nóng và nó rất là bực bội Thì uh, Mấy ngày nay thì Tuấn ngủ ngày hơi nhiều Tại vì đi hát mấy cái ba thì thường là cái giấc về rất là trễ Rồi thêm là ban ngày dậy sớm để đóng hàng, order hàng cho mọi người Cho nên buổi chiều thường là cái giờ mà Tuấn review buổi chiều á Là cái giờ mà Tuấn tự nhiên buồn ngủ và <laughs> Thường ngày nào cũng phải ngủ nhất trước khi đi hát hết Thì thông cảm mọi người thông cảm cho Tuấn nha Và cũng đã 3-4 ngày rồi thì Tuấn mới quay lại review Và hứa với mọi người từ cái số trước những cái chai mà Tuấn đã à, mượn được từ bạn à, một bạn ca sĩ đàn em là ca sĩ Tuấn Nghĩa ha, thì ngày hôm nay Tuấn mới review hai cái chai mà bạn này không nhất quyết không chịu pass. trong năm chai mà Tuấn Nghĩa đưa qua cho Tuấn thì Tuấn năng nỉ lắm, uh, Tuấn Nghĩa pass cho Tuấn được ba chai, nhưng mà còn hai chai này là hai chai Tuấn phải bắt về lại Tuấn Nghĩa tại vì Tuấn Nghĩa không chịu pass hai chai này, <laughs> thì Tuấn sẽ phải tìm uh, bạn full thôi. sau này Tuấn sẽ mua. Uh, đó là lý do mà hôm nay Tuấn sẽ review một lúc hai chai của Nasomato Uh, um, để trả lại cho Tuấn nghĩa hai chai này. Thì uh, một số bạn ở trong uh, những cái clip của Tuấn cũng có comment là nhờ Tuấn review những cái chai nước hoa khi mà ngửi vào một cái những cái chai mà đặc trưng, đặc thù một cái mùi nào đó để khi ngửi vào là nhận biết ra được cái nốt mùi nó rõ ràng. Thì vô tình là cái nhà daiso cũng là một cái nhà nước hoa indie của ý rất là nổi tiếng và họ sử dụng nguồn nguyên liệu khá là natural. Thì những cái nốt mùi trong những cái chai của Nasomato cũng khá là đơn giản Và nó gọi là nó đi theo một cái tông mùi cụ thể Và những cái nốt mùi chúng ta rất là dễ dàng để nhận biết ra Thì chai đầu tiên Tuấn muốn review đến với mọi người đó là một chai nước hoa Tên là Silver Musk của nhà Nasomato à, Silver là bạc, Musk là xả hương Có nghĩa là đây một cái chai với cái tên là xả hương bạc Thì uh, chai này thì nói sơ một chút là khi mà Tuấn Nghĩa giới thiệu về cái da này cho Tuấn á Thì Nghĩa có nói là khi mà em xịt cái chai này lên da thì thật sự là cái hình ảnh đó Gợi lên trong đầu là giống như anh y chang cái hình ảnh của anh Tại vì đối với giới ca nhạc sĩ phong trà ở Sài Gòn thì Tuấn là cái dạng ca sĩ mà Hơi có một cái phong cách nó kiểu nó hơi Nó hơi đạo mạo, nó hơi chỉnh chu theo cái hướng văn phòng Đeo mắt kiến rồi tóc tai Uh, như văn phòng mặc đồ như văn phòng cái kiểu như vậy thì đây là cái chai mà nó khắc họa nên một cái hình ảnh một cái người đàn ông mặc áo sơ mi trắng uh, làm việc văn phòng <laughs> kiểu như vậy đó thì uh, nghĩa nói như vậy với tuấn và đó là lý do mình rất là tò mò em này và mình đã test ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thì ngày hôm nay tuấn sẽ xịt lại một cái chai à một cái shot của cái chai này lên trên da để review cùng mọi người nha ừ uhm tất cả những cái chai nước hoa của Nasomato thì họ đều thiết kế với cái uh, chai như thế này một cái nắp nắp của những chai khác nhau thì là những cái thiết kế nắp hoàn toàn khác nhau và cái nắp của cái chai này là một cái nắp gỗ tròn được uh, gọi là được mài rất là tròn trịa và chỉnh chu uh, phần ngoài là gỗ và phía trong là có một cái phần nhựa để bọc cái cái uh, chụp lên cái đầu của chai nước hoa ha thì uh, Mm. Đây là cái chán khoa Một cái mùi xạ hương Mọi người biết Tuấn nghe ra giống cái mùi dry down của chai nào không? Nó rất là giống mùi dry down của chai Penhaligon's Lord George Mà mình đã phong hoàng quý phi trong những cái số trước Đây là một cái mùi xạ hương rất là soapy Và nó rất là sáng Nó rất là... Không phải là sáng mà cái kiểu nó lạnh á cái mùi cái mùi nó gợi lên một cái mùi xà phòng. Nó rất là lạnh và nó rất là mát. Một cái bánh xà phòng hồi xưa. Cái kiểu xà phòng mà không có rõ một cái mùi gì rõ ràng mà nó chỉ hơi tỏa nên một chút gì đó, một mùi cam chanh rất nhẹ. Nhưng mà cái mùi cái mùi soapie trong cái cái chai này khá là rõ nét. Có nghĩa là cái nốt cam chanh nó chỉ làm nền cho cái nốt soapie ở trong cái cái mùi của cái chai này thôi nó tạo nên một cái cảm giác rất là rất là sạch sẽ khi mà tuấn xịt cái chai này lên và sau đó là một thoáng có những cái mùi xạ hương bạc bạc ở phía sau một cái mùi xạ hương thực ra thì đối với tuấn thì cái xạ hương nó không phải là một cái mùi nó nó gần như nó giống như là một cái mùi dẫn một cái aqua nhiều hơn là một cái nốt mùi tại vì cái xạ hương là một cái loại mà người ta chiết xuất từ một cái dạng pheromone sinh học chiết xuất từ một số loại động vật để nó tạo nên cái chiều sâu nó tạo nên một cái gọi là một cái độ kết hợp với mùi cơ thể của chúng ta thì xạ hương gần như là nó giống như cái chai Moleskine 01 của Eccentric ấy. những cái nốt hương những cái nốt những cái nốt hóa học những cái nốt mùi mà nó sẽ không rõ nét một cái mùi nào hết mà nó sẽ combine với mùi cơ thể là chủ yếu cũng thêm như là nó làm cho những cái nốt hương khác của chai nước hoa nó sẽ có chiều sâu thì cái chai này mặc dù mặc dù nhà sản xuất và Fragrantica họ list ra chỉ có một nốt hương duy nhất là nốt xạ thôi một nốt duy nhất mọi người có thể tham khảo trên Fragrantica thì mọi người thấy là chai này được đánh giá tới 4 chấm, hơn 4 chấm trên 5 trên năm một cái số điểm đối với một cái chai nước hoa indie số điểm 4.0 mấy trên năm á thì một cái số điểm không không phải là cao nhưng mà họ list ra một một nốt hương duy nhất trong chai Silver Mask này đó là nốt xạ hương nhưng mà khi Tuấn gửi lên Tuấn gửi cái chai này Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình là một cái mùi bánh xà phòng Một cái mùi rất là soapy Nó nó như những cái bánh xà phòng hồi xưa Nó dậy nên một cái mùi sút Một cái mùi cái kiểu như một cái mùi Một cái mùi cam chanh rất nhẹ Ở trong cái bánh xà phòng này Nó mang lại một cái cảm giác sạch sẽ Và sau đó là một cái Một cái mùi mà rất là khó diễn tả Mùi của xạ hương thì rất là khó diễn tả với mọi người à, Nhưng mà Tuấn có thể Ngửi ra được cái nốt xạ hương thì đặc biệt rõ nét nhất là cái nốt xạ hương mà mọi người có thể bắt gặp dễ dàng nhất là cái nốt xạ hương ở đối với cái mũi Tuấn nha Tuấn ngửi ra cái nốt xạ hương rất rõ trong cái chai Hachibat của Nissan thì xạ hương trong chai này nó nói sao ta nó có một cái gì đó nó mang lại một cái 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 cái, tông mùi nó hơi bằng bạc do cái chai này và nó hơi lành lạnh, lạnh đúng nghĩa như cái tên của họ muốn đặt ra là Silver Musk có nghĩa là một chút gì đó nó hơi lạnh và nó hơi mát cái kiểu của kim loại uh, Silver ở đây không phải là một cái nốt kim loại trong chai này nhưng mà cái cảm giác nó mang lại là một cái cảm giác mát mẻ một cái cảm giác sạch sẽ và mát và soppy thì đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà thích những cái tâm mùi nhẹ nhàng uh, relax sử dụng hợp để đi làm văn phòng, sử dụng cực kỳ hợp vào những cái ngày nóng như thế này, thì cái mùi này nó rất là fresh, nó rất là mát, nó tạo cho cảm cho chúng ta cái cảm giác là sạch sẽ à... và nhanh rất là nhanh bị lờn mũi nha mọi người. Tại vì cái xạ hương trong cái chai này nó sẽ rất nhanh chóng làm cho chúng ta bị lờn mùi, nhưng mà cái chai này tuấn đã test ngày trước á, thì à, tuấn xịt lên da và sau đó tuấn mặc áo thì cái mùi này nó ám lên trên cái áo thun á. Thì thật sự là khi Tuấn treo cái áo, áo thun trong phòng thì đi ra ngoài nó bước vô lại thì cái mùi của cái chai này nó vẫn lẫn quẩn ở trong cái không gian phòng của mình. Thì đây là cái chai mà Fragantica chỉ đánh giá ở bám tỏa ở mức độ là à, từ moderate cho đến long lasting có nghĩa là bám tỏa ở cái mức độ trung bình khá thôi. Và độ tỏa của chai này thì chỉ moderate thôi có nghĩa là nó chỉ ở cái tầm là trung bình, lanh quanh trong cái khu vực gần cơ thể của chúng ta thôi. À, nhưng mà đây là một cái chai Tuấn tin chắc là chai này có thể sử dụng để làm layer cho những chai khác Tại vì cái nốt xả hương và những cái nốt mùi soppy trong cái chai này nó rất là giống cái dry down của chai Lord George Một cái nốt dry down mà làm cho mình lúc mà mình review cái chai đó là cái nốt mà nó bừng sáng lên cuối cùng nó làm cho cái chai đó bớt buồn ấy. Thì đó là cái nốt dry down của chai Lord George Thì đây là một cái chai mà đối với cái cảm nhận của Tuấn thì Tuấn có thể cảm thấy cái chai này nó cũng khá là thú vị và khá là hay ở cái một, một, cái nốt xạ hương một cái nốt shopee thực ra đây là cái chai mà cái nốt shopee nó nổi bật hơn cái nốt xạ hương mặc dù không có cái cái mùi shopee cái, cái nốt shopee ở trong cái chai này à, shopee thì hình như cũng là một cái uh, một cái tông mùi ấy. nhưng mà cái 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 gọi là cái một cái gọi là cái mùi shopee ở cái chai này nó nổi bật hơn so với cái mùi xạ hương và mùi xạ hương trong chai này nó ở cái mức độ là nó bằng bạc nó làm nền giống như cam chanh nó làm nền cho cái mùi của nó dậy nên cái mùi shopee trong cái chai này thôi thì uh, khá là hay và tuấn cho chai này được 8 điểm rưỡi thực ra chai này là một chai hoàn toàn unisex hoàn toàn trung tính nữ xài được mà nam xài cũng được và đặc biệt là chai này có thể dùng để làm layer tuấn tin là tuấn sẽ làm layer cái chai này rất tốt ừ. Uhm. tóm lại chai này được tuấn cho 8 điểm rưỡi trên 10 với cái uh, Uh, sử dụng phù hợp để đi làm, văn phòng, đi chơi Sử dụng phù hợp và tốt vào mùa hè, trời nóng, ban ngày Cũng như là có thể sử dụng tốt vào cái uh, việc mà mình làm layer cho những cái chai khác nha Thì uh, đây là cái chai trung tính Nam xài được, nữ xài cũng được Bán quả ở mức trung bình Cũng như là uh, Không có giới hạn độ tuổi Tất cả các độ tuổi đều có thể sử dụng chai này Thì đây là một cái chai cũng khá là hay của nhà Nasomato nước hoa indie là nó như vậy đó mọi người nó hoàn toàn nó thuộc vào cái cảm nhận và cái gu nó đi sâu hơn cả niche nữa nó đi vào những cái gì đó cực kỳ là cá nhân cực kỳ cá nhân luôn đó là cái tính chất của nước hoa indie ok và chai tiếp theo tuấn muốn review đến mọi người là chai absin cùng Nasomato và chai này cũng tuấn nghĩ không chịu pass cho tuấn luôn và cũng đòi lại thì thay vì cái chai musk silver musk là cái nắp gỗ màu đậm hơn một chút và hình tròn thì cái chai này là một cái nắp gỗ hình vuông vức rất là đẹp và cái những cái phân gỗ này mọi người thì cái điều đặc biệt của cái nhà nó này á, ngay chính một like có nghĩa là chai áp sinh này với chai áp sinh nọ những cái nắp nó cũng là được thiết kế gần như là thủ công cho nên là vân gỗ của chai này và vân gỗ chai kia nó khác nhau hoàn toàn hay là mọi người có thể thấy cái cái chai Black Apgano mà Tuấn đã review ha thì đây là giống như một cái cục gỗ thang vậy đó thì mỗi, mỗi chai nó cũng có một cái nắp gỗ thang như thế này Những cái sứa, những cái vân này hoàn toàn khác nhau Thì uh, ok, đây là một cái chai Absinthe là một cái loại thức uống được Trưng uh, cất từ một cái loại lá ngải uh, của châu Âu Cũng như là một số nốt gia vị Thì uh, đó là một tên một loại nước trưng cất nước có cồn Thì uh, không biết cái chai này Nó sẽ, cái mùi nó sẽ như thế nào nhưng mà Fragantica list ra chai này chỉ có ba nốt mùi thôi đó là nốt ngải cứu nốt ngải cứu à, nốt xanh dịp lục là một cái nốt xanh xanh chung chung của mùi lá xanh và có vetiver à, mới xịt ra một cái là cái mùi mà nó dậy nên là mùi lá ngải cái lá ngải ở Việt Nam mình có nha mọi người thì không biết với cái mùi lá ngải ở phương tây nó khác xa bao nhiêu nhưng mà đây là một cái mùi khá là quen thuộc vì mọi người dễ dàng bắt gặp cái cây cây ngải cứu này ở những cái chỗ bán thuốc đông y nè hay là ở ngoài chợ một số cái cửa hàng rau người ta có bán cái này một cái vị thuốc rất là quý dành cho đông y à, đặc biệt ở miền bắc chúng ta là hay sử dụng là cắt nhỏ cái lá ngải này để mà chiên chung với trứng ấy thì cái món này tuấn chưa có ăn nhưng mà tuấn đã từng ăn được cái bánh ngải của tây bắc tuấn tuấn ăn được cái bánh đó rồi thì cái mùi nó rất là đặc biệt và rất là đặc thù cái mùi lá ngải này thật sự là not my gu cái mùi nó khá là hăng và nó có một chút gì đó gợi nhớ đến cái mùi lá cần sa một chút thôi nó không hề có cái mùi giống như cần sa nha nhưng mà cái kiểu ngai ngái hăng hăng của nó giống nó làm cho tuấn liên tưởng đến cái mùi của lá cần sa và thực sự là cái mùi của cái chai này mùi áp à, cái mùi lá ngải trong cái chai này là một cái mùi nó cực kỳ đậm cực kỳ mạnh sọc vào trong mũi để mà không thể nào nghe được một cái mùi dịp lục hay là cái mùi cỏ vetiver thì ngày hôm qua tuấn cũng đã xịt một cái chai này không phải xịt mình chỉ ngửi vòi thôi tại vì mình không thích cái chai này lắm cái mùi nó khá là gắt khá là hăng đương nhiên rồi đó là một cái mùi hoàn toàn là một cái mùi mùi lá ngải cứu và cái mùi này nó nó có một cái chút gì đó nó hơi nó hơi mang một cái tính chất nó hơi giống như là gia vị nó đậm đậm kiểu gia vị nó hăng hăng các, các cái kiểu mùi 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 lá xanh mà nó hơi sao ta cái lá này thì chắc mọi người phải đi tìm để ngửi thì cái chai này là cái chai mà cái chai này là cái chai mà nó Tại vì Tuấn nhớ cái mùi lá ngải này rồi Cho nên Tuấn nhận ra cái chai này là cái chai khắc họa nên cái mùi lá ngải cũ Tại vì Tuấn đã biết cái mùi lá ngải cũ rồi Và gần như khi mà chúng ta ngửi sâu vào Hít sâu vào thì Tuấn có cảm giác một chút gia vị ở trong đó Một xíu gì đó hương hơi hướng phương đông <laughs> Trong cái chai này Chứ hoàn toàn cái nốt dịp lục và cái nốt cỏ vetiver giống như trong Fragantica Họ list ra thì hoàn toàn Tuấn không ngửi được Và chai này thì lại được đánh giá điểm cao hơn cái chai Silver Mask nha Silver Mask được 4.03 hình như chai này được 4.12 hay 4.13 gì tôi quên rồi nhưng mà đây là một cái chai thật sự khó sử dụng khó sử dụng nha đối với cái gu mũi của mình thì người sau nó cũng có cái gì đó hay hay bắt đầu khi cái nốt lá gãi nó dịu xuống tôi nghe ra được một cái vị gì đó rất là ngọt ngọt ấm ấm của gia vị ở trong này nó có một chút mùi giống như là mùi hoa hồi mùi anis một chút gì đó nó có hơi hướng của mùi gia vị trong cái chai này nhưng mà cỏ vetiver có thể là cái mùi cỏ vetiver nó đã bị áp chế bởi những cái tông mùi của À, lá ngải cú và, và gia vị rồi Cho nên mà Tuấn hoàn toàn không nghe được Cái mùi cỏ vetiver trong chai này Đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là Nó sẽ phù hợp vào uh, Mùa thu Mùa thu Trời mát, mùa xuân và mùa thu Trời mát nhiều hơn, chứ không phải là dành cho ngày nóng Mà cũng chưa hẳn là dành cho ngày lạnh Tại vì chai này thì à... Lên một chút mùi gỗ thôi Một chút mùi gỗ hơi béo béo À Một chút mùi gỗ giống như, cảm giác giống như là gỗ đàn hương, nó có một cái vị kem kem nhẹ Nhưng mà chai này tôi nghĩ nó Nó sẽ sử dụng phù hợp vào những cái uh, uh, Thời tiết nó mát Nó ấm và nó mát chứ không phải dùng cho ngày nóng hay là dùng cho ngày lạnh Nó là một chai dành cho mùa thu và mùa đông uh, Cũng như là cái chai này thì nó hơi khó sử dụng nha, chúng ta sử dụng trong văn phòng thì tôi nghĩ nó sẽ không phù hợp Đi chơi, đi bar, đi pub, đi uh, Gọi là đi uh, hút chích với bạn bè nó, <laughs> nó giỡn thôi nha đi um, đàn đúng với bạn bè đi nhậu cha này ok đi ba đi bắp ok chứ cha này mà những cái cha này thì nó khá, khá là cá tính nó giống như là cái cha black up cano của nhà này vậy cái mùi nó khá là cá tính nha cho nên chúng ta chỉ sử dụng vào những cái dịp mà bung bét tung tẩy rồi này kia thôi chứ còn đi ra mắt người yêu, à đi, ra, đi ra mắt gia đình người yêu, Xịt cha này thì mình không có lỡ, mình không có khuyến khích nha. Mùi nó hơi nó hơi có một gì đó mặc dù lá ngải cứu và gia vị nó hơi bếp nút nhưng mà cha này thật sự nó mang lại một cái cảm giác gì đó tuấn nghe nó hơi quậy quậy, nó có cảm giác nó hơi là cá tính trong cha này. Ngửi sâu nó có một cái gì đó giống như mùi da thuộc nữa rất là lạ cái chai này rất là lạ lùng luôn thật sự là đối với tuấn thì chai này không phải là cái cái gu của mình nó hơi tối so với cái gu của tuấn nhưng mà tuấn phải cho nó được 8 điểm vẫn cho nó được 8 điểm vì cái gọi là nó hơi nó hơi lạ lùng đó. cái mùi cái nốt mùi trong cái chai này khá là lạ và nó khá là khác biệt thì riêng với những bạn nào mà muốn biết rõ cái mùi chai này như thế nào thì đi ra chợ kiếm cái lá ngày cứu vò nó đi và chúng ta ngửi thì đâu đó cái nốt đầu tiên của chai này lên cái mùi nhai cứu rất là rõ luôn sau đó dry down một chút là mùi một chút mùi của gia vị rõ nhất là cái mùi mà của cái hồi hương rồi sau đó là một chút mùi gỗ ấm và một chút cái mùi giống như là tuấn ngửi ra giống như là mùi gia thuộc nhưng mà hẳn nhiên là trong những cái cái nốt hương của rolandi ra không có mùi gia thuộc nhưng mà tuấn ngửi ra được một chút gì đó giống như là cái mùi giống như mùi gia thuộc á xíu thôi thì đó là những cái cảm nhận của mình về cái chai này Chai này thì nó sẽ ở cái độ tuổi trẻ trung à, Dưới 30 Trên 30 xài chai này thì nó không có được đứng đứng đắng lắm à, Hơi quậy phá cái kiểu cái mùi khá là cá tính Thì à, ừ, Đây là một cái chai cá tính Một số bạn nào mà thích cá tính Mặc đồ da đồ đồ này kia đi phượt đi đồ chai này tôi nghĩ là sẽ phù hợp sử dụng tốt vào thời tiết mùa xuân và mùa thu thời tiết ấm và mát nha à, môi trường không hợp với môi trường văn phòng hợp với môi trường đi chơi ba bụng rồi nam hay nữ chai này cũng hoàn toàn theo tuấn nghĩ là nó khoảng các bạn nữ xài chai này được luôn tại vì nó hơi có một chút gì đó phê pha tuấn cũng thấy nhiều bạn nữ là cũng chơi cần sa cũng hút cần sa đó nhưng mà có nghĩa là cái chai này thì cũng thích mùi cần sa chẳng hạn vậy. thì cái chai này là một cái chai mà tuấn nghĩ là các bạn nữ xài chai này 40 30 phần trăm nữ 70 phần trăm nam nhưng mà chai này thì các bạn nữ có thể xài được nó phê pha chút xíu đó kiểu đó hơi chiêu chiêu thì chai này tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái môi trường ở ngoài miền Bắc nhiều hơn là miền Nam miền Nam mà trời nóng quanh năm mà xài chai này thì nó hơi khó chịu đó và chai này tôi nghĩ là chỉ nên xịt ở cái tầm mức là 1 tới 2 shot maximum không nên xịt quá nhiều mùi này nó nó sẽ khá là nó ngốt khi chúng ta đi ra ngoài trời nóng ha uh, ok đó là hai chai mà mình sẽ bắt lại cho Tuấn Nghĩa vì Tuấn Nghĩa không chịu pass hai chai này cho Tuấn ha thì có gì Tuấn sẽ tìm hiểu à, tìm và mua hai chai này sau còn uh, các bạn nào uh, thứ nhất là muốn um, một mùi rất là dịu dàng và mát mẻ Shopee Silver Musk một chai rất là cá tính và hầm hố cái kiểu mà hơi ừ, hơi một chút quậy phá rồi gì đó đó là chai absence của nhà nasomato đây là hai chai mà hôm nay tuấn review đến với mọi người ha thì <cười> <cười> mọi người cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ vào những con tuấn để ngay dưới đây cũng như là xin cảm ơn tuấn nghĩa đã tài trợ cho anh tuấn những cái chai nasomato của em và thông báo là ba trai kia anh cướp của em và anh sẽ trồng tiền cho em sau <laughs> xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau siêu